Linh Dương Lan Ngọc thường gắn liền với hình tượng Ngọc Nữ, màn ảnh đầy xinh đẹp và dịu dàng. Nhưng ai biết đến rằng, cô vô cùng lăn xạ và liên tục thay đổi hình tượng của mình qua từng tác phẩm điện ảnh. Năm 2016, Ninh Dương Lan Ngọc tham gia bộ phim Găm Tay Đỏ, bộ phim thuộc thể loại Hành Động, và có nhiều cảnh quay được, đáng giá là khá nguy hiểm. Điều gây ngỡ ngàng cho công chúng chính là Ngọc Nữ đã phải gặp một tai nạn kinh hoàng trên phim trường, từng suýt mất mạng. cụ thể, một trong những pha hành động rượt đuổi cuối phim, diện cảnh chạy xe giữa hai chiếc xe tải đang lao vào nhau, đây là cảnh quay rộng, chỉ thấy nhân vật đang di chuyển chứ không cần mặt. ban đầu đạo diễn muốn có người đóng thế, tuy vậy nữ diễn viên xin được thực hiện đề màn hóa thân tròn vẹn hơn. tôi đã chủ động chạy xe rút ngắn khoảng cách giữa mình và chiếc xe tải đó do một điều khiển vì nghĩ đó là kiểm soát được tốc độ của bản thân nhưng chiếc xe không phải phanh kịp thời khiến tôi bị ngã cuốn vào gầm xe và chân bị móc ngược vào bánh xe lúc đó tôi tôi thấy xung quanh tối sầm nỗi lo sợ tôi sợ gãy chân không đóng được phim nữa làm làm tôi hoảng hốt lan ngọc từng chia sẻ về tai nạn kinh hoàng được biết đến khi bước vào cảnh quay lan ngọc đã loạng choạng tay lái tông vào đầu xe tải và bế và té bật xuống đường khiến cả đoàn phim đứng tim. Cú ngạ chí mạng này khiến Quang Sự ngồi sau cũng trở tay không kịp, cả ekip phải ngừng quay lại để cấp tốc đưa nữ diễn viên đi cấp cứu. Trong cái rủi có cái may, do xe tải đã kịp thời. Do xe tải đã kịp thời thẳng đúng vạch quy định ban đầu nên cứu chậm, không quá mạnh Lan Ngọc chỉ bị gãy xương chân và tạm hoãn để bỏ bột. Chia sẻ về cú ngạ chị mạng Lan Ngọc cho biết Sau cảnh quay, nhớ đời này tôi sẽ không bao giờ cho phép mình mạo hiểm như thế nữa Lúc đó hai chân của tôi bị móc lên Người thì bị lôi đi sập sệ Chiếc xe tải khi ấy vẫn chưa phanh kịp để Khiến anh sự phải dùng chân đẩy ra một chút sức lực ít ỏi Tôi sợ lắm Cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ bị què hoặc mù đi Què hoặc mù đi thì mong đóng phim nữa Giờ nghĩ lại, danh sơn đá nữ đúng là không như mọi người thường nghĩ, hoặc đơn giản cứ đóng phim hành động là có được. Linh Dương Lan Ngọc là một diễn viên nổi tiếng, nhất nhì hiện nay, được mình danh là Ngọc Nữ Điện Ảnh Thế hệ Mới. Lan Ngọc là cái tên được kiểm chứng và bảo toàn chất lượng cho nhiều bộ phim truyền hình, phim điện ảnh với khá nhiều khả năng diễn xuất đánh giá cao. Người đẹp sở hữu giải thưởng điện ảnh danh giá và được khán giả yêu mến bởi sự gần gũi, tràn đầy năng lượng, lăn xả tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Linh Dương Lan Ngọc vào vai sát thủ, ít ai ngờ một cô gái mạnh manh như Linh Dương Lan Ngọc lại có cú đá kẹp cổ, đầy nỗ lực và rất điều nguyện trong găng tay đỏ. Tuy nhiên, cũng vì máu liều mà nàng cám đá một phen xuyết mạng trên phim trường.